Sở Lúc Tiền Hoàng gia Anh nằm ở Lanchistan, xứ Wales, -well, cho biết họ chưa bao giờ sản xuất một đồng xu lớn như thế này trong lịch sử 1.100 năm hoạt động. Đồng xu có đường kính 20cm được tạo ra bởi một nhóm thợ thủ công, làm việc kết hợp giữa các kỹ thuật thủ công và công nghệ tiên tiến trong hơn 400 giờ. Đây là tác phẩm cuối cùng nằm trong bộ sưu tập đồng xu đặc biệt nhằm tôn vinh lễ đăng quang của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị gần 70 năm trước.